Chào mừng các con đến với phần luyện tập của Trạng Nguyên tiếng Việt, lớp 4, vòng 4, môn tiếng Anh. Ta có từ drink, drink, D-R-I-N-K, drink, có là động từ uống nước. Classroom, classroom, C-L-A-S-S-R-O-O-M, classroom, có nghĩa là lớp học. There 15 tables in my class. There, vậy ta thấy động từ còn thiếu, đây là động từ to be. Và 15 tables là 15 chiếc bàn là số nhiều. Vì vậy động từ về số nhiều, từ are. There are 15 tables in my class. When is your birthday? Bao giờ là sinh nhật của bạn? What? Đây là một từ để hỏi. What là cái gì? That is an apple. Ta có động từ to be phải là số ít, bởi vì an apple là một quả táo là số ít, thì vậy động từ to be phải là số ít. How books are there on the table? Có bao nhiêu quyển sách ở trên bàn? Và book phải là số nhiều, câu hỏi chúng ta phải để số nhiều. Vì vậy là, và book là đếm được, vì vậy chúng ta phải để many. How many books are there on the table? Hello. Welcome to my house. Xin chào. Chào mừng bạn đến với nhà của tôi. Hello, welcome to my house. Dance. Ta có động từ dance là nhảy múa. D-A-N-C-E. Dance. Watching. W-A-T-C-H-I-N-G. Watching là động từ xem. Động bức tranh một cậu bé đang ngồi, tức muốn chỉ đến hành động ngồi. Hành động ngồi trong tiếng Anh là sit, sit. Chiếc ghế sofa trong tiếng Anh là sofa, sofa. Kite, kite là con diều. Nhảy múa là dance, dance. Tulip, tulip là bông hoa tulip. Drum, drum là nhảy, phải tương ứng với bông tranh nhảy. Butterfly, butterfly là con bướm, vậy phải tương ứng với bức tranh con bướm. Drink, drink là uống, là động từ chỉ động từ uống, vì vậy phải tương ứng với bức tranh uống nước. Crayon, crayon, crayon là bút màu, tự với bức tranh các loại bút màu. Và cuối cùng là ball, ball là quả bóng. Câu hỏi số 1, find the odd one out là tìm từ khác loại. Ta có từ drink là uống nước, drum là nhảy, dance là nhảy múa. Picture là bức tranh, bức tranh. Vì vậy ta thấy ba từ đầu tiên đều là những động từ chỉ hành động, chỉ có picture là một danh từ. Vì vậy đáp án của chúng ta là picture. Câu hỏi số 2 tương tự. Pen là bút mực, ruler là bút, là thước kẻ, crayon là bút màu, và August là tháng 8. Ta có ba từ đầu tiên đều là những từ chỉ được dùng học tập, chỉ có tháng 8 là chỉ một tháng trong năm. Như vậy đáp án của chúng ta là August. Câu hỏi số 3, choose the correct answer. How many tables are there in my class? Câu hỏi how many là chỉ để hỏi số lượng,
và table sẽ lấy được, vì vậy phải là many mà không phải là much. He's drinking water. Câu hỏi ở thì hiện tại tiếp diễn, vì vậy động từ và chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít, vì vậy động từ phải là is. He's drinking water. Câu hỏi số 5. We exercise in school gym. Động từ đi về exercise phải là do. We do exercise in school gym. Find the odd one out. Tulip là hoa tulip. Rose là hoa hồng. Violet là hoa tím. Tommy là tên riêng, vì vậy đáp án của chúng ta là Tommy. Table là chiếc bàn. Desk cũng là chiếc bàn. Blackboard là chiếc bảng đen. Và ice cream là kem. Từ đây ta thấy chỉ có ice cream là một động danh từ chỉ thức thức ăn, thức ăn. Vì vậy, đáp án của chúng ta là ice cream. There are chairs in the room. Ta có chairs là số nhiều. Vì vậy, động từ to be phải là số lượng, phải là số nhiều, không thể là o, un hoặc one, vì vậy chỉ có thể là three. Có ba chiếc ghế trong phòng. There are three chairs in this room. Câu hỏi số 9. That my sister Nga. My sister là số ít, vì vậy động từ to be phải là is. That is my sister Nga. Câu hỏi số 10. What is your hobby? I like taking photos. Động từ đi với photos phải là taking, không thể là playing, listening hay là writing, chỉ có thể là taking photo. Vậy chúng ta đã kết thúc phòng 4 ở đây. Chúc các con có thời gian luyện tập hiệu quả trên trang trạng nguyên.medu.vn. Chào tạm biệt các con.